Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Hương Khê đăng trên trang Dân Làm Báo. Thấy gì từ lời sám hối của Hoàng Phủ Ngọc Tường? Một nén nhang cho các nạn nhân Huế Mậu Thân năm 1968. Sự kiện mấy ngàn người dân Huế bị thảm sát đẫm máu hồi Tết Mậu Thân năm 68 đã làm chấn động dư luận trong nước và thế giới trong nhiều thập niên qua. Nay hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, khi hệ thống tuyên truyền của đảng bật hết công suất để ca ngợi cái gọi là chiến thắng vẻ vang của Tết Mậu Thân năm 68, thì những ký ức rùng rợn ấy lại ập về, vết thương ấy lại đang bị xác muối và rỉ máu trong lòng người dân Việt Nam. Đến nay, một trong số những kẻ đầu sọ chỉ huy cuộc thảm sát ấy đã lên tiếng. Hôm 10 tháng 2 năm 2018, trên trang cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Lập có đăng lá thư sám hối của Hoàng Phủ Ngọc Tường với tựa đề Lời cuối cho câu chuyện quá buồn. Trong thư, Hoàng Phủ Ngọc Tường viết: Năm nay tôi 81 tuổi và tôi biết còn chẳng mấy hồi nữa phải về trời. Những gì tôi đã viết, đã nói, đã làm rồi trời đất sẽ chứng nhận. Dầu có nói thêm bao nhiêu cũng không đủ. Tốt nhất là im lặng, bằng tâm về cõi Phật. Duy nhất có một điều, nếu không nói ra, tôi sẽ không yên tâm nhắm mắt. Ấy là câu chuyện Mậu Thân năm 1968. Qua lá thư, Hoàng Phủ Ngọc Tường công nhận hai sai lầm. Đó là nhận lời ông Puchet và đoàn làm phim Việt Nam Một Thiên Lịch Sử Truyền Hình trả lời phỏng vấn với tư cách một nhân chứng Mậu Thân Huế năm 1968, trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc. Sai lầm thứ hai là Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nhận vơ thành tích mà ông chỉ nghe qua lời kể của người khác làm công trạng của mình trong vụ thảm sát này. Ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng. Và bây giờ ông ấy xin thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin ngàn lần xin lỗi. Khi mới đọc qua lá thư, với những lời lẽ nghe có vẻ thống thiết đầy sự ân hận, người ta rất dễ hiểu lầm là ông ấy đã đưa trời Phật ra chứng giám và biết sám hối. Vậy có thể là những lời thành thật và Hoàng Phủ Ngọc Tường không dính líu gì đến vụ thảm sát này. Nhưng hãy bình tĩnh đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy đây là một âm mưu của một kẻ lưu manh đang tìm cách chối tội và đầy rẫy những lời dối trá. Đến tận phút cuối cùng, Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn cố che đậy tội ác của mình và đồng bọn đối với đồng bào Huế bằng một lá thư được viết với ngôn từ khôn khéo, khiến nhiều người hiểu lầm. Trong thư, Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn ngoan cố cho rằng vụ thảm sát đồng bào Huế là do quân nổi dậy quá hăng say khi chiến thắng, chứ không phải do chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy bản chất lưu manh và lương lẹo của những tay đồ tể Cộng sản là không bao giờ thay đổi, là ngậm máu phun người. Nên biết rằng, để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân năm 68, phía Cộng sản Bắc Việt đã chuẩn bị trước đó cả năm trời. Nào là điều quân, ém quân, vận chuyển xe cộ, vũ khí đạn dược và lương thực vào các vị trí tập kết. Ngày 19 tháng 10 năm 1967, nhằm ngày 16 tháng 9 âm lịch năm 1967, Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam đưa ra lời tuyên bố của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tự nguyện ngưng bắn vào lúc 1 giờ sáng giờ Hà Nội ngày 27 tháng 1 năm 1968, nhằm ngày 27 tháng Chạp năm 1967, đến 1 giờ sáng giờ Hà Nội ngày 3 tháng 2 năm 1968, tức trong vòng 7 ngày. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng tuyên bố ngưng bắn như trên. Nhưng thật bất ngờ khi nhân dân miền Nam đang háo hức đón giao thừa mừng năm mới trong yên bình theo lời hứa của Vẹm, thì trên toàn bộ miền Nam Việt Nam bị Cộng sản đồng loạt tấn công và khói lửa ngút trời từ thành thị đến nông thôn đã cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người dân miền Nam thân yêu. Ngày 26 tháng 3 năm 1968, thành phố Huế bị giải phóng trong ngoặc kép và bị chiếm giữ trong 25 ngày, và những vụ thảm sát đẫm máu đã xảy ra như mọi người đã biết. Năm 1981, trong cuộc trả lời phỏng vấn đoàn làm phim Việt Nam Một Thiên Lịch Sử Truyền Hình, với tư cách một nhân chứng Mậu Thân Huế năm 68, Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa câu trước coi tất cả những tội lỗi do chính Mỹ gây ra, thì câu sau lại do quân đội cách mạng đã phải thi hành bản án tử hình đối với những kẻ chống đối. Cuối cùng lại đổ tội cho Mỹ ngụy. Những nấm mồ, những xác chết đó là ai? Là chính nhân dân đã bị bom của Mỹ thả xuống giết chết trong những cuộc phản kích. Trong số những người bị giết đó, hiển nhiên có những người do du kích, do quân đội cách mạng đã phải thi hành bản án tử hình đối với những kẻ chống đối. Khi chúng tôi vào nhà, họ đã bắn chúng tôi bị thương. Những người đó phải giết tại chỗ. Trong số đó có viên phó tỉnh trưởng Huế.
Còn những trường hợp khác do nhân dân đã căm thù quá lâu, chúng nó đã làm cho tất cả gia đình họ phải đi ở tù ra ngoài đảo. Đến khi cách mạng bùng lên, họ lấy lại thế của người mạnh, họ đi tìm những kẻ đó để trừ, như trừ những con rắn độc mà từ lâu nay nếu còn sống, họ tiếp tục gây tội ác. Người ta lấy lại món nợ ấy là công bằng. Sự căm thù và thi hành bản án như vậy là nhẹ. Những nấm mồ, những xác chết đó là ai? Là chính nhân dân đã bị bom của Mỹ thả xuống giết chết trong những cuộc phản kích. Ví dụ như một bệnh viện nhỏ ở chợ Đông Ba, một trái bom đã làm 200 người chết và bị thương. Tôi đã đi trên những đường hẻm ban đêm. Tôi tưởng là bùn. Tôi bấm đèn lên thì đó là máu lầy lội như vậy. Qua cuộc trả lời phỏng vấn này, cho thấy sự tàn ác và khát máu đến tận cùng của những người cộng sản mà Hoàng Phủ Ngọc Tường là đại diện. Hoàng Phủ Ngọc Tường cho rằng những người bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bắt bớ tù tội thì nay với sức mạnh của kẻ chiến thắng, khi trở về họ có quyền giết hại nhân dân Huế để trả thù và đó là lẽ công bằng. Họ coi việc giết hại đồng bào Huế là điều hiển nhiên. Linh Mục Phan Văn Lợi, một người Huế chính gốc, nhận xét như sau. Cái thư đó nói rằng Mỹ đã dội bom một cái bệnh viện gần chợ Đông Ba và có 200 người chết. Thời đó tôi đã 17-18 tuổi rồi, tôi biết rằng cả cái khu Đông Ba đó không có một cái bệnh viện nào lớn cả. Khu Đông Ba đó là một cái chợ sát bên bờ sông. Bệnh viện là Bệnh viện Huế, Bệnh viện Quân đội Nguyễn Tri Phương. Về cái gọi là chiến thắng vang dội Mậu Thân 68 là gì? Là một cố đô Huế với bao di tích lịch sử của đất nước bị những người cách mạng tàn phá tàn hoàng. Là toàn bộ linh mục và tu sĩ chúng sinh tại Đại chủng viện Xuân Bích, Huế bị bắt đi và không còn ai sống sót trở về. Đó là tất cả mấy trăm con người, là những linh mục và nhân dân cả lương lẫn giáo đang trốn ở trong nhà thờ Phú Cam, bị đồng chí của Hoàng Phủ Ngọc Tường bắt đi và mãi mãi biệt tâm. Là khi khai cuộc những hố chôn tập thể, đa số những người chết đều đang bị trói gập hai tay ra sau lưng. Là hầu hết nạn nhân đều bị chết bởi những đòn thù đập vỡ sọ hoặc chém ngang lưng. Là những đống xương trắng với đầu lâu người chết ở khe đá mài và nhiều nơi khác nữa. Tất cả những cái đó tập hợp lại thành chiến công vĩ đại mà Hoàng Phủ Ngọc Tường cho là do quá hăng say nên ra sức bảo vệ. Nếu quả thật Hoàng Phủ Ngọc Tường biết sám hối, lẽ ra điều ông nên làm là chấp nhận quá khứ vì không ai có thể thay đổi được quá khứ. Cách thanh minh tốt nhất là phản tỉnh, xác nhận tội lỗi do ông và bạn bè đảng của ông gây ra thảm sát Mậu Thân ở Huế. Qua lời biện bạch lương lẹo và biệt bợm của Hoàng Phủ Ngọc Tường cho thấy cái gọi là khí tiết của những người cộng sản chỉ là trò hề. Chứng tỏ bản chất của chúng là đến chết nết không chừa. Đó là bản chất của những kẻ lưu manh và hèn hạ. Nếu như Hoàng Phủ Ngọc Tường nói đó là nhận vơ công trạng giết người của kẻ khác, chứng tỏ những cái gọi là chiến thắng vẻ vang của họ là không hề có thật. Hoàng Phủ Ngọc Tường nói, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Vậy là Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thừa nhận có thảm sát Mậu Thân năm 68, nhưng kẻ gây ra là do quân nổi dậy, chứ không phải là chủ trương của Đảng Cộng sản. Nếu không vì mấy chục năm chịu quả báo ngồi trên xe lăn như một đống thịt bắt vợ con phục dịch, thì làm gì có những lời gọi là sám hối muộn màng như vậy? Người xưa có câu, con chim sắp chết thì tiếng kêu thương, con người sắp chết thì nói lời phải. Câu này không đúng với Hoàng Phủ Ngọc Tường vì đến lúc gần chết mà vẫn còn quanh co gian dối. Với bài viết biện bạch như trên, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã mang xăng đi dập lửa. Hoàng Phủ Ngọc Tường không đáng xách dép cho người thanh niên trẻ tuổi kiên cường Trần Hồng Phúc. Trước tòa án, Trần Hồng Phúc nói, các ông có thể xét xử tôi 10 năm, 20 năm, nhưng chế độ này có thể tồn tại đến mức đó không? Ngày nay các ông xử tôi thì ngày mai nhân dân sẽ xử các ông. Phải công nhận nhà văn Nguyễn Quang Lập đã rất thành thật khi đưa ra nhận xét này. Cái liếm môi huyền thoại và ánh mắt láo liếng của anh trước cuộc phỏng vấn thì tôi không thể hiểu nổi, dù thế nào hành vi ấy cũng thật đáng ngờ. Ngay cả khi Nguyễn Quang Lập khi tìm mọi cách chạy tội cho Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng nghi ngờ sự thành thật của ông ta. Chỉ có những người xảo trá mới có cái lưỡi và ánh mắt lấm la lấm lét như thế khi nhìn người đối diện. Đúng là cà cuốn chết đến đít vẫn còn cay. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.